Ông cả nhà ơi, đắc quá, mất đắc rớt xuống rồi nha, mẹ bá trái rồi đẹp lên bảo kêu nóng chả. Mất ông vắt từ để anh em nha. Đây tưng lấy ra đó. Cái bị cụ rồi. Bị đích cái cụ căn gì? Đây thì là đừng mất ong biển. Ai mất ong nha. Xin liên hệ với Đoàn Hữu Chính nha. Mất con đặc đừng hỏi nha. Đây, mất con đây. À, mất con vắt đang hoang nè. Ô cái này. Trong đây nè. Đây đây. Cái trái nào đường được cái cánh chim mai cái cổ được nè. Đây, mật ong này. À, mật ong đặc đừng hỏi nha. Đây, tương này, còn nhiều rồi chưa phát ra nè. Bán khi nóng giòn nè. Anh Phan có mua không? Trái mấy trăm anh định. Không phải trái bao nhiêu. Alo. Anh Phan. Anh Phan mà nè, anh Hồ. Quánh. Hai trăm rưỡi. Mật ngon nha, đây, đắc cứng luôn. Trái 250 nha. Ai lấy 3 trái thì 700 nha. Hai trăm rưỡi du phu ơi. Du phu là tôi biết. Cái có bánh đồ này. Cắt ít bánh đồ đâu đây, đồ đâu đây. Mà để ăn luôn. Anh lấy nước mơm mà phá vào chú à. Anh không ăn nữa đâu.
Chất lượng luôn, mất này mất chất lượng. Anh vô đây. Bắc chưa? Loan, đứng mất này hứ mất ong anh. Đoan mẹ, đoan mẹ Bắc Tính á. Bắc Loan. Bắc Tính. Chả biết đây bán mất đất được đó. Cái mèo của cha con phải không? Ý nói lên mãi một mặt nhà mình nhiều tao có ít tại múa mà trong tính kia mà tao có ít ông nhà du phu ơi ông nhà mà ngón thế này này đây coi mặt đây đắc cứng luôn. Mất của nhà cho nên hợp giá hợp lý nha, ai mua nha. Thế đang đồ đó đây. Đây, mất quay này. Đây. Đây, mới lấy mất ủ đây mà được từng này đấy. Mà bảy ủ đấy. Đây. Đóng cái chai xanh nhìn hắn đẹp trong cái chai trắng. Thằng mà anh ấy mất một cào ấy này thằng anh ấy cứ bệnh đồ đừng hỏi này bác Tuy này bác Tuy này có những mảnh bệnh đồ này thằng anh ấy cứ trả hời mới ăn mất cho mắn thì bệnh đồ. Nên em bỏ tủ mà bình đồ ngon hơn nên đây nhưng mà bên đồ này gì nhiều lại thế cái này như chán là ăn gì gì nhiều là như chán là gì nhiều là thế cái này người bỏ tủ đó là thỉnh thoảng đứa ăn bên con này thấy gì ông chủ ạ thưa ông chủ ạ. Ngọt ngọt mặt hút hết mất ong này ai mổ bán luôn ai hiểu rồi Bắc Đoan nó là 7 ổ 7 chai 1 triệu 2 hút hết bán không hút hết ai mua cũng bán luôn. Dũng ơi có ăn mất ong này ở văn phòng là ở mua đó Dũng ăn dịp lục mày dịp lục nữa bán dịp lục à Dũng bên này bán hàng ngon lại dịp lục nữa bán lấu bán mới đẹp đó ăn nhiều mới đẹp. Thì ta mua hộp chip lúc của Dũng á thưa. Ranh con này cái ní đôi là nở này, ranh con này. Tụi thắng mà ăn nha, bỏ tụi qua rồi thắng ăn. Bỏ tụi rồi, lắm chảy nữa. Đéo bao bọng rồi, không đéo. Mười thảo ra đó. Tật tẩy. Tẩy đi ăn.
Nhà mình như ăn bất ổn khỏe. Cái gì mà cọc nắp sối bất ổn. Ai béo là uống buổi sáng nha, mất ong với nước suối hầm nha. Mà ai muốn giảm béo, ai muốn béo thì uống buổi tối nha. Giảm béo uống buổi sáng. Thì giảm béo uống buổi sáng đó. Ai muốn giảm béo thì cứ mất ong với nước suối buổi sáng nha. Ai muốn tăng cân thì cứ buổi tối trước khi đi ngủ uống một cốc mất ong với nước suối. Quậy nước suối. Mà trước khi muốn giảm béo là phải thêm chanh nữa nha. Mình uống mất ống nước sôi với tăng được 3 cân thôi. Anh Phan là anh mua hả? Mà nhủ khi mua đi thì đem cho em trái của anh Phan anh mua hả? Anh Phan trái mới tiền đổ. Anh Chính ơi, lúc nào anh vào cầm xuyên đưa cho em trai với. Anh vào đây. Gì đây đó? Anh vào. Quánh Phong, Tiểu Phong. Anh Quánh. Quánh này, anh Phan này, rồi Phan. Không hiểu đó, Quánh nữa. Quánh Tiểu Phong rồi. Dưới này không vắt nè. Dưới đây đâu đây ăn. Cái tôm này ăn chứ được. Cái tôm to này đi. Cái trái này bỏ đấy. Sớm đây này. Cái này cứ mất nón. Khi tới quà cho bảo lập đấy. Thảm chứ. Cái giả quà cho bảo thì ngon lên. Triệu bạc. Ồ triệu bạc. Bày ồ bày riêu. Bảo này để sọng chạy. Cái tính mùi tơ mùi chạy. Dạ. Yeah. Ai điên rồi? Ai đâu? Hỏi ai đâu? Ai điên em đâu? Hỏi ai đi. Em hỏi ai đâu? Em hỏi ai điên nữa? Thảo nụ của ai đâu mà? Lít ba của ai mà? Ai đâu? Điên quá. Ở hiên này. Chị không? Chị ơi, con gái hình mai bơi hình nốt ra mẫu có con gì á? Con chị muốn. Con đi nè. Con chị. Con chị. Rớt quần thuộc chồng nốt. Hả? Uống có bâu á. Có buồn nè, mọi bơi vẫn uống thuộc chồng nốt. Ê, mẹ. Con má ngay cái nốn này nè. Con má ngay nốn đi uống thuốc chống nốn rồi mẹ. Máu bính đấy. À, cái nốn chui vô ngay rồi máu. Dạ mẹ. Kiêng ấy, kiêng, dưới kiêng. Kiêng gì?
kiếm cái ấy 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 á. Cái vậy mà kiếm ba thẳng với ngay rồi đó. Đi à, nữ bé đến chưa? Ruby. Ừ, hẳn là ở ba rồi, hớn ở mẹ rồi, vừa quá ra chỗ. Ghi năn thịt rồi, tạo mấy trong ăn ngon đen này. Uống không ăn lại đem bên mẹ đây, ba mẹ mỗi ngày mỗi cái điện thoại lỗi con, cái điện thoại là thôi. Ừ. Có gì cứ đưa xuống cho nắn đi. Hai ông mù mắng tắm được có này ai tắm cho này đấy à? Ba thì chứ trú thế, bò thế, lợn thế, gà thế, rồng thế, nướng thế, rừng ấy rủ ấy đây lại tắm được. Chưa, con lấy mất ổn đây. Để lăng lấy mất ổn đâu. Ôi, 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 ôi. Ôi, 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 thôi đấy. Ê, tí nói ô hiền thôi, đừng nói chuyện này. Em đang nhờ điện thoại, anh bắt máy rồi. Ba ơi, điện thoại. Đi đó, hả? Đây. Cho cái ổn mua. Đâu chưa? Chưa. Đâu mà ăn gì đó, chuyện đi làm đây à? Hả? Xe bữa nay chạy rồi hề. Mấy xe bịt, xe khách chưa? Rồi. Thôi nha, xe bịt, xe khách chưa? Xe bịt chạy rồi, xe khách chưa? Trần nương đang nói ngoan thế được nhiều không em? Ngon thế, ngoan thế. Ngon thế nhá. Chưa. Như bắt cái gì? Cái con này vô đây xem là... Đừng có vắt đi ở tủy tuê phục ăn này. Để ăn. Ăn bóng 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 tủ lành. Bóng 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 tủ ăn. Em đi. Anh đi. Chủ ý nghĩ là nghe kiểu con ổn cứ bo lắm. Sao lửng vậy? Đen đen nở vài dầu gái. Bé bớt đi, bé bớt bên dưới đi. Này cái nước có cái tơn rồi. Đông riêng à? Lạch ổn rồi đi. Khủ bổn á. Khủ bé bớt đi vài dầu gà nè. Thôi chào anh em nha, để đi nấu ăn ạ. À.